Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến chuyện quyết định tuyên bố từ chức của bà nữ thủ tướng New Zealand gây bất ngờ cho người dân New Zealand và kể cả lãnh đạo của thế giới nữa. Thì như chúng tôi thưa đó là nó có rất nhiều nguyên nhân mà trong suốt hơn 5 năm cầm quyền của bà đó, bà đối mặt lúc ban đầu coi như là vừa mới lên lãnh đạo thì được người dân tung hô và cái approval rating, mức ủng hộ. Cảm ơn anh. Cái mức ủng hộ của bà rất là cao. Tuy nhiên, phải nói thêm là cái chính sách mà Zero Covid của bà là bắt đầu bị những cái người mà họ nói là bà làm quá đó, họ bắt đầu ghét. Rồi sau đó đến năm 2021 thì bắt đầu có vaccine. Thì đây là đỉnh điểm của cái thời kỳ mà bà bị chống đối, đe dọa, dọa giết nhiều nhất. Bà bắt buộc mandate vaccine, thưa quý vị, giống y như ở Cali vậy đó. Thì tuy nhiên cái chuyện này nó đâu có để yên với những cái người mà chống đối vaccine. Họ cái chuyện này là nó kéo dài suốt mấy tháng trời, coi như là người ta kéo về tòa nhà của Quốc hội đó, ăn dầm nằm về rồi biểu tình. Thì họ chỉ muốn là không có bắt buộc mà thôi. Nhưng mà khi mà họ biểu tình ở phía ngoài tòa nhà Quốc hội đó thì báo chí cũng nói là lúc ban đầu đó không có bạo loạn xảy ra, nhưng mà lực lượng cảnh sát sau đó đó kéo ra để mà dẹp những cái người biểu tình, những cái lều như thế này, thì phía cảnh sát đã sử dụng bạo lực trước, rồi kể từ đó những người này họ mới chống trả, mà bà hoàn toàn không có lên tiếng can ngăn. Thì cho nên là làn sóng những người biểu tình nó càng dữ dội hơn. Họ nói là chính bà ra lệnh cho cảnh sát sử dụng bạo lực để mà dẹp tan những cái người này. Và kể từ năm cuối năm 21 cho đến nguyên năm 22 là bà nhận được cái sự thù ghét và cái mức ủng hộ của bà nó xuống chưa bao giờ thấp như vậy. Và đến năm 2022 thì quý vị cũng nghe là bắt đầu nữ thủ tướng thì người ta cũng là người, cho nên những khi mà người ta bị ức chế quá đó hay là buồn phiền thì họ cũng cần phải đi tụ họp với bạn bè, thì bà lại bị báo chí xăm soi là đi vũ trường nhảy nhót vân vân, và những cái tấm hình đó bị lòi ra ngoài. Nhưng mà thật sự cái chuyện này nó không có gì lớn hết, nhưng mà những người mà ghét bà đó thì lại áp đặt là bà là nữ thủ tướng thì không nên đi ăn chơi như thế. Và cuối cùng là cái vụ mà ngày 30 tháng 11 tới, thưa quý vị, bà nữ thủ tướng Phần Lan đắc cử đã có chuyến thăm chính thức đến New Zealand, thì hai bà lại bị báo chí đặt những cái câu hỏi rất là ngớ ngẩn, chẳng hạn như là ồ, tại sao có cái cuộc gặp gỡ hôm nay, có phải tại vì hai bà là cùng tuổi với nhau không? Thử tưởng tượng nếu như mà tổng thống Obama với lại ông Justin Trudeau của Canada mà cùng tuổi với nhau, có bị đặt cái câu hỏi như vậy hay không? Thì giống như là báo chí họ xem nhẹ phụ nữ, lại tiếp tục coi là phụ nữ là những cái người mà không nên hoạt động ở trong chính trường, mặc dù là ở trên thế giới này chính trường 90% là nam giới, phụ nữ chỉ chiếm có ít hơn 10%, thưa quý vị. Cho nên là khi mà bị đặt những câu hỏi như vậy, bà đã sững cổ lên và bà đã cãi lộn với báo chí, thì lại thêm những cái bài viết xấu về bà nữa, cho nên nó gộp nhiều cái như vậy. Bà nói là bà đã chịu hết nổi rồi, cho nên bà nói bây giờ bà quyết định là sẽ dành thời gian cho con cái, bởi vì năm nay con của bà sẽ vào lớp 1, cho nên bà sẽ không để tâm trí vào những cái chuyện khác nữa mà tập trung cho gia đình.
Bản tin cho biết là trước khi đưa ra thông cáo một cách rất là bất ngờ, mặc dù cái tin tức này chỉ trong nội bộ đảng của bà mà thôi, chứ không phải xuất hiện trên đài truyền hình rồi tuyên bố hôm nay tôi từ chức không có. Bà đã thảo luận trước và đưa ra chính thức quyết định của mình đối với các thành viên trong đảng đa số của bà. Và sau đó, và trước đó nữa thì bà đã nói chuyện với gia đình. Hiện bà mặc dù có con nhưng mà không có chồng chính thức, không có hôn thú gì cả, đang sống với một người gọi là tin tức nó gọi là vị hôn phu đó. Thì bà cũng đã nói chuyện qua và bà nói với đứa con gái và nói với mọi người đó, bà muốn trở thành người mẹ tương tự như những người khác. Bà nói trong cái thông báo, tôi cũng là con người, tôi cũng có những cái xúc động, cũng có những cái hành vi như thế, là con người, và vì thế tôi không muốn mất đi cái ngày mà đưa con tôi vào trong trường học đầu tiên. Thay vì ngày đó tôi phải xuất hiện ở Quốc hội để họp toàn vấn đề chính trị nhức đầu, tôi muốn cái ngày đó như những người mẹ khác cầm tay đứa con gái đưa đi học. Cái hình ảnh đó bà rất là thích. Và tương tự hai vợ chồng, hai người phối ngẫu cầm tay đứa con đưa đi học, thì cái hình ảnh đó bà mơ ước có được. Thì cuối cùng nếu mà công việc này tiếp tục, chưa kể bên cạnh đó nhiều cái nguồn tin khác liên quan tới những cái chuyện làm của bà quá khứ, những cái vấn đề chỉ trích, rồi kể cả các hình ảnh nữa, bà thấy đủ rồi, 5 năm làm thủ tướng đã quá đủ. Sắp Tết đến, hôm nay trường Đại học Harvard trong cái phân khoa về tâm lý học, họ đã bỏ ra mấy chục năm, thưa quý vị, mấy chục năm luôn để nghiên cứu. Tại câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc, và cái sự hạnh phúc đó có gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe cũng như tuổi thọ của con người hay không. Thì cái tin này quá hay, chúng tôi gửi đến quý vị nhân năm mới Tết đến, để cho thấy rằng trong năm mới, nếu mà năm cũ mình chưa làm được những gì mình muốn đó, và tin tức của bà Ardern, bà Thủ tướng Tân Tây lan ra, nó cũng đi cùng với cái bản tin này của trường Đại học Harvard. Có nghĩa là đã đến lúc một người phụ nữ có quyền lực nhất, trẻ tuổi nhất, tài ba như vậy, mà sẵn lòng bỏ hết tất cả vì cái mối quan hệ với người phối ngẫu của mình và con cái trong gia đình. Thế thì cái cuộc nghiên cứu của trường Đại học Harvard này hôm nay rất hay. Họ theo dõi 1.500 người, mà không phải là chỉ có những người trẻ, người già, mà họ nói theo cả gần 1.000 gia đình. Tức là những người này đó, trong mọi cái thành phần trong xã hội, từ đứa trẻ mồ côi cho tới một người trưởng thành, từ một người làm công việc tay chân lao động cho đến một người tốt nghiệp và đang dạy ở trường Đại học Harvard. Tức là họ nói rằng chúng tôi muốn tìm hiểu tất cả các thành phần trong xã hội, từ những người có quyền lực cho tới những người nghèo chẳng là gì hết, để tìm hiểu xem những gì mang lại cho họ hạnh phúc và hạnh phúc là gì. Thì cuối cùng trường Đại học Harvard mới tìm thấy được cái nguyên tố chính trong cái việc mang lại hạnh phúc cho con người đó, thưa quý vị. Đó là mối quan hệ giữa người và người. Mối quan hệ đó, theo trường Đại học Harvard, có thể là giữa một người với một người bạn, một người với một người thân trong gia đình, và một người với người vợ hoặc chồng hoặc con của mình. Họ nói rằng cuối cùng á, cái việc hạnh phúc hay không là do cái mối quan hệ giữa một người với một người khác. Và đặc biệt cái mối quan hệ này cần phải được nuôi dưỡng. Giống như một cái cây mà chúng ta bỏ mặc nó thì nó sẽ chết. Thì cái cây phải chăm bón nó. Thì cái mối quan hệ này, theo trường Đại học Harvard, họ nói cuối cùng tất cả 1.500 người này khi trả lời, họ nói khi có người không hạnh phúc bởi vì họ thiếu vắng đi cái mối quan hệ đó. Và trường Đại học Harvard nói rằng ngày nay đó, mỗi một người họ bỏ ra 11 tiếng đồng hồ một ngày để lên Internet, để sử dụng, để xem tin tức hoặc là làm ba cái chuyện, nghĩa là đi làm không là mất bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, không có nhiều thời giờ để dành với con cái, gia đình, bạn bè, rồi người thân.
Thì đó là cái chi tiết, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm cái chi tiết của trường đại học Harvard trong chương trình ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Và đó là tin tức ngày hôm nay. Thảo Yên có một thông báo thật nhanh gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa xin kính mời quý vị theo dõi chương trình đón giao thừa ở chùa Bảo Quang vào ngày 21 tháng Giêng. Chương trình sẽ được trực tiếp phát hình ở trên băng tần 56.10 ở Nam Cali, 16.11 ở Bắc Cali. Chương trình bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều thưa quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và trong YouTube, nhớ nhấn nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.